Chàng trai này từng giúp thế giới lấy lại linh lực, đưa nó từ đáy biển mà bơi lên, đáng nhẽ công lao vô cùng lớn đó sẽ được tôn vinh. Ai ngờ linh lực quay trở lại làm thay đổi bản chất và tính cách của con người, từ những người biết cúi đầu để học hỏi, nay gặp ai cũng hỏi biết máy bổ là ai không. Có lẽ công lao lớn của chàng trai kia đã để nhầm chỗ, để bây giờ cả thế giới đi tìm bố của nhau. Chúng ta tiếp tục tập trước. Lạc Trần xử lý xong thằng cu Dương Chu Phàm và cho ông lớn Hồ Tam biết thế nào mới là người bơi trong biển. Biết sợ vì mình quậy phá quán bar của Lạc Trần nên hôm sau phải tự tìm đến cậu để trả tiền bồi thường, và ông ta còn đem đến một thứ quan trọng hơn cả tiền, vì có tiền cũng không mua được. Hai người ngồi đối mặt với nhau để nói chuyện. Trước khi nói, lão Hù có một câu hỏi muốn hỏi Lạc Trần. Thực lực hiện nay của cậu có phải đã đạt tới trình độ chuẩn vương hoặc trên nữa hay không? Lạc Trần có hơi mơ hồ, tỏ rõ đây là lần đầu nghe tới cấp sức mạnh chuẩn vương. Chuẩn vương thật ra là một tên gọi dành cho cường giả giáp tỉnh tầng 7, mà tới giáp tỉnh tầng 8 thì gọi là vương. Hồ Tam giải thích cho Lạc Trần hiểu, Lạc Trần không có thay đổi biểu cảm, hỏi cái này có liên quan gì tới chuyện mà ông Tam muốn nói. Đương nhiên có liên quan, nếu thực lực của cậu đã tới gần, hoặc đã đạt tới chuẩn vương, vậy thì tin tức tôi cho, nó mới có giá trị với cậu. Hồ Tam ra nói rồi thay đổi cảm xúc nghiêm túc hơn. Nói tiếp, từ sau khi linh lực quay về, độ khó tu luyện bắt đầu giảm mạnh, lập tức tiêu chuẩn tăng cao, hiện nay cấp vương trên toàn cầu, bao gồm có cả cấp chuẩn vương trong đó, cũng đã có hơn 100 người, tuy nhiên vào đêm qua, những người này đều đã bị giết hết, còn có cả những cái tên máu mặt như Sư Vương nổi danh của Liên bang châu Âu, Lang Vương mới của Tuyết Quốc, cùng với Vu Vương và Vua của huyết tộc quay lại từ trong trò chơi khủng bố, đều liên tiếp bị hung thú mạnh mẽ giết, mà ở bên cạnh những vị vua bị giết chết này đều để lại một dòng chữ bằng máu. Vua không thể chịu nhục, mà phải biết, đằng sau những vị vua này đều có đại thế lực bảo vệ, nhưng điều kỳ lạ là những thế lực này đều chọn cách như không nhìn thấy chuyện này, thậm chí còn phong tỏa tin tức lại. Hồ Tam gia hoang mang nói, có lẽ ông ta nằm trong một số ít người hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Lần này ký là trường cũng phải bất ngờ một tí thì nó mới giống người bình thường. Lạc Trần muốn làm rõ liệu có phải trong một ngày ngắn ngủi tất cả đều đã bị hung thú giết chết hay không. Hồ Tam gia xác nhận cho Lạc Trần biết cũng không phải hoàn toàn như thế, có một người ngoại lệ, đó chính là dị nhân vương. Theo thông tin ông ta nghe ngóng được, các vương và chuẩn vương khác đều bị một con hung thú giết, mà hung thú đi giết dị nhân vương lại có 3 con, nhưng kết quả đều bị ông ta giết ngược. Thông tin này làm Lạc Trần nổi lên rất nhiều nghi ngờ, gắn kết những thông tin lại, nếu nói như vậy, những hung thủ đó không phải nhắm vào cấp bậc nào đó, mà là những người mang danh hiệu vương và vua, dù sao thực lực của dị nhân vương chắc chắn không chỉ có giác tỉnh cấp 8 mới có thể ăn lại 3 con hung thú. Tuy sự kiện hung thú tập kích con người vào trước kia cũng có không ít, nhưng hành động có tổ chức rõ ràng và kế hoạch như này thì vẫn là lần đầu Lạc Trần thấy. Cậu sợ rằng qua mấy năm nữa, trái đất sẽ quay về Táng Tiên Tinh thật sự, những sinh linh ghi chép trong Sơn Hải Kinh đó cũng sẽ lần nữa hoành hành thế gian. Đây là chuyện thứ nhất mà Hồ Tam gia muốn nói, Lạc Trần kêu ông ta chuyển đến chuyện tiếp theo, Hồ Tam gia đồng ý, lấy từ trong túi tay áo một tờ giấy, nói Tuyết Sơn trong Hậu Thiên Mai có thần trùng động trời xuất thế, và tờ giấy Thủ Tam Giang muốn đưa cho Lạc Trần chính là tọa độ chi tiết. Kể chuyện chuyển 360 độ, để Lạc Trần đi tới Tuyết Sơn trong Hậu Thiên Mai, chúng ta sẽ đến với Sếp Uy, người anh em của Hoa Khỉ đã bị Lạc Trần giết. Những tên đàn em của Hoa Khỉ hôm đó đã chạy đến báo tin cho anh Uy, nhưng anh ta không hề tin, chửi hai tên tay sai là một lũ phế vật. Nếu là Hồ lão tam làm, anh Uy còn có thể nghĩ thông, nhưng hai tên kia lại nói là có một ông chủ quán ba thanh tĩnh quẹt tay là có thể cắt Hoa Khỉ thành hai. Tên đàn em sợ hãi, vẫn cố khẳng định với anh Uy là mình và thằng cu bên cạnh đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám nói dối. Anh Uy, tôi cảm thấy chuyện này quả thật có chút uẩn khúc, hay là ngày mai tôi dẫn người qua đó thăm dò thực hư, nếu đúng như lời bọn họ nói, tôi đảm bảo trong 2 ngày, quán bar yên tĩnh đó sẽ không có ai sống sót. Một cô gái tóc màu tím có lẽ là tay sai đắc lực của anh Uy nói, thể hiện rõ là đàn em của anh Uy thì phải uy tín. Cảnh chuyện lại chuyển 180 độ, đến với Tuyết Sơn ở Hậu Thiên Mai, ở đây đang có 2 pháp sư tàu khựa hợp sức để tiêu diệt một con khỉ tinh. Người đầu tiên là một ông anh hòa thượng chọc lóc, đảm nhiệm nhiệm vụ dùng lôi âm mật chú khống chế con khỉ lại, xiết nó bằng một vòng dây ma lực, rồi lại cho nổ. Lúc mà con khỉ yếu đi ra âm 3 lôi chú của lão hòa thượng thì người thứ hai nhảy lên kết liễu nó bằng một pha cắt táo, chuẩn không cần trình. Hai người dành những lời khen cho nhau sau khi giải quyết con khỉ tinh. Vị Tiểu Kim Cang có những lời khen cho vị đại sư huynh đến từ Ngũ Hành Sơn nắm giữ 72 thức địa sát, theo quảng cáo là có thể huyễn hóa ra mọi tinh thần trên đời. Còn ông anh đến từ Sưỡng Hành Ngu khen lôi âm mặt chú của Tiểu Kim Cang trợ giúp rất tốt. Nếu không có lôi âm mật chú, muốn giết chết con khỉ tinh này cũng phọt cả xít. Hai người nhận định con khỉ tinh này khá là mạnh, thực lực chắc vào khoảng giáp tỉnh tầng thứ 7. Xem ra thần trùng động trời có quả thật ở gần đây, mà cái thần trùng động trời mà hai anh giai này tìm cũng là thứ Lạc Trần đang hướng đến. Vậy cái còn lại, dựa theo quy tắc mà làm, ai thắng, thần trùng này thuộc về người đó. Đại sư huynh đến từ Sưỡng Hành Ngu bắt đầu vào việc chính với Tiểu Kim Cang. Tiểu Kim Cang hừng hực khí thế, cũng rất muốn phân chia rõ ràng ai là người có được thần trùng với tên kia, nhưng không muốn nói luôn, mà lại lấy lý do là muốn lĩnh giáo võ nghệ vô song của đại sư huynh. Anh và ta đều là giác tỉnh cấp 7 đỉnh phong, thân trùng này lại có liên quan mật thiết đối với việc đột phá, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Lúc mà hai người đang định làm tí căng đét không phép như Innova, thì Nam Chính lại bước qua, chẳng coi hai thằng cu ra cái bíp gì, cứ thế tự nhiên như người qua đường. Tiểu Kim Cang kêu Lạc Trần đứng lại, hỏi cậu đang làm cái gì đấy. Lạc Trần xua tay, bảo hai người đánh nhau của hai người, không cần quan tâm tới mình. Tiểu Kim Cang thấy mình bị khinh thường, có một chút nóng máu trong người, không còn hừng hực nhưng lịch sự như lúc nãy nữa, thôi thì cộng hòa xét. Lạc Trần bình tĩnh đứng lại, bứt một cái lá cỏ dưới đất, nhấn mạnh vào câu nói người không phận sự của Tiểu Kim Cang, cậu cũng đi lấy thần chủng thì làm sao phải vấn đề. Thích thì làm tí công nghệ mới nhất, Lạc Trần quấn cái lá vào trong tay, tỏ rõ ý sẵn sàng chiến với Tiểu Kim Cang. Tiểu Kim Cang nóng trong người nhưng không có trà xanh không độ ở đây. Lấy thần chủng, cậu tới từ môn phái nào, lại là con thằng nào? Đại sư huynh của Sưỡng Hành Ngu nói, vẻ mặt chưa biết Lạc Trần là ai nên vẫn rất khinh, biết rồi thì chẳng hiểu sẽ như thế nào. Tiểu Kim Cang nóng như kem, chẳng cần biết Nam Chính là thằng đéo nào, quyết tâm phải lấy được thần chủng, không để tên nào có tư tưởng lấy được thần chủng. Hắn ta bùng nổ, dùng La Hán Thập Bát Trưởng đanh một cú xé gió về phía Lạc Trần. Lạc Trần bình tĩnh, đứng như tượng chuẩn bị cho La Hán Thập Bát Trưởng, dồn dòng sức mạnh vào cái lá cỏ dại, rồi trực tiếp dùng nó phá La Hán Thập Bát Trưởng của Tiểu Kim Cang. Một đòn đánh huyền thoại còn phải thua ngọn cỏ ven đường, lực phá của Lạc Trần còn tạo ra một vụ nổ mạnh. Tiểu Kim Cang phải nhảy lùi ra đằng sau, bản thân tự hỏi vừa rồi là cái quái gì, vậy mà chỉ dùng một cọng cỏ xanh thì chặn được công kích của mình. Không để Tiểu Kim Cang xả hơi, Lạc Trần phi ngọn cỏ thành mũi tên đi với tốc độ ánh sáng hướng về phía Tiểu Kim Cang. Tiểu Kim Cang giật mình, không ngờ là đối phương có thể phản công, hắn ta dùng lục trượng kim thân để bảo hộ, một vòng bảo vệ mang đầy những ký tự lạ bao quanh Tiểu Kim Cang, nhưng nó vẫn không chặn được tia cỏ của Lạc Trần. Nó đâm xuyên qua lớp lục trượng kim thân của Tiểu Kim Cang, xuyên từ lòng bàn tay trái qua vai ông ta, phải nói là cực kỳ đau. Đại sư huynh từ Sưỡng Hành Ngu không thể tin nổi, Tiểu Kim Cang còn không chơi được cỏ, đấy là còn chưa nói đến cỏ Mỹ. Tiểu Kim Cang hét lên một tiếng đau đớn, có lẽ là để truyền tin, sư đồ của Tiểu Kim Cang và người huynh đệ trẻ tuổi của Sưỡng Hành Ngu ở Thông Minh tự vẫn đang canh gác bình thường. Đột nhiên chú Tiểu nhận được tín hiệu từ sư phụ, đó là một tiếng truyền vạn dặm cầu cứu, cậu ta sợ hãi kêu sư huynh kia mau đi thông báo cho chân tổ, thần chủng đã xảy ra sự cố rồi. Trở lại với sư huynh Sưỡng Hành Ngu và Tiểu Kim Cang, Tiểu Kim Cang phải hứng chịu tác dụng phụ sau khi chơi cỏ. Cánh tay trái của hắn ta chính thức ra đi, đoán chắc rằng xương bên trong đã nát tan từ lòng bàn tay tới tận bả vai. Vị sư huynh kia toát mồ hôi đứng nhìn Lạc Trần rời đi, cầm là dao, phóng là tên, chỉ dùng một cọng cỏ xanh thì phá lục trượng kim chân vô cùng chắc chắn, còn đánh Tiểu Kim Cang với thực lực giác tỉnh cấp 7 điểm phong trọng thương. Hắn ta nhìn Lạc Trần mà muốn đái ra quần, có thể đảm bảo trong lòng rằng thực lực của cậu không khác gì một con siêu cấp quái vật. Lạc Trần cứ thế bước đi, đây là bài học cho những thanh niên nào thích cài đặt công nghệ va, với cả va gậy không. Cảnh chuyện xoay chuyển 180 độ, về lại quán bar yên tĩnh trong những ngày Lạc Trần đi kiếm thần chủng, lại là khung giờ ban đêm quen thuộc. Tiểu Thiến một mình canh quán vừa hát vừa lau dọn, lại một vị khách nóng tĩnh nữa tới, bước chân đi từ từ đạp cả cửa vào. Tiểu Thiến đang vui vẻ hát ca thì giật mình quay đầu lại, thì ra là con mụ tay sai của sếp Uy lần trước. Bọn chúng là họ hàng của Hoa Khỉ, đến đây là để tìm Lạc Trần. Tiểu Thiến chưa vội gọi sếp Lạc ra, hỏi lũ người kia là ai mà nghênh ngang như vậy, đi, nói cho cô ta, cô gái kia ra lệnh cho thủ hạ của mình. Thủ hạ của cô ta mặc một cái áo choàng đen thần bí, nhìn là biết chẳng có tí tốt lành gì, hắn đi tới, ma thuật hắc ám không chế Tiểu Thiến. Dòng sức mạnh hắc ám chiếm lấy Tiểu Thiến, bây giờ cô mới nhận ra đây là những người giác tỉnh, những bây giờ mới nhận ra thì đã muộn. Tiểu Thiến bị siết cổ, cô gái kia tới gần hỏi biết bố mày là ai chưa, nếu biết điều thì mau gọi sếp Lạc tới đây. Tiểu Thiến vẫn đang cố kéo dòng sức mạnh tà ma ra khỏi cổ mình, cô tiếp tục gằn giọng, nếu không, tôi sẽ cô cầu sống không được cầu chết không xong. Đứng trước màn tra khảo căng thẳng của cô gái kia, Tiểu Thiến đã không sợ lại còn nhổ nước bọt vào mặt cô gái kia, hét thẳng vào mặt mụ ta thích làm gì thì làm đi. Bố đếch sợ, ý chí của Tiểu Thiến như một con dao nhọn cắt đôi sự kiên nhẫn của con ả kia ra, cô ta chửi một tiếng rồi kêu thuộc hạ giết luôn Tiểu Thiến đi. Tên thuộc hạ đứng ở đằng sau đồng ý, tăng áp lực lên, chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ hành hình. Cái cổ của Tiểu Thiến bị siết chặt lại đến nỗi cô bị giật bắn lên. Chẳng biết hậu quả của việc giết nhân viên của Lạc Trần sẽ lớn như thế nào nữa, mọi người cùng đoán xem lúc cậu trở về thì sẽ càn quét như thế nào nào. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.